Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì hàng loạt những hành động cứ rất xấu hổ và có thể nói rằng thực sự bất dạy theo đúng nghĩa đen của thầy trò Rinmo Manopoking đã được phanh phui, mà chắc chắn điều này sẽ khiến cho cả Thái Lan sẽ phải vô cùng xấu hổ, mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và bạn ngay sau đây thôi. Đầu tiên đó là liên quan đến những hành động của Manopoking trong trận đấu chung kết với đội tuyển U23 Việt Nam vào tối ngày 22 tháng 5 vừa qua. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là ông Manopoking khi mà bắt tay với Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Chúng ta thấy rằng đường đường là một vị Chủ tịch Quốc hội thì ông Vương Đình Huệ đã cầm bắt tay bảo rằng hai tay với ông Poking. Thế nhưng chúng ta hãy nhìn xem ông Poking đang làm gì. Ông Poking đứng với một thái độ rất trịnh thượng, hống hách và thực sự nếu không muốn nói rằng quá mất dạy và là buồn hóa. Bởi thực tế chúng ta đều thấy rằng là khi mà một vị lãnh tụ hay là một nguyên thủ quốc gia nào đó họ bắt tay với một người khác thì kể cả đến tổng thống của Mỹ đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng cũng không đứng theo cách của Manopoking như thế này. Có thể nhiều người nói rằng là trong cái tâm trạng đang bực tức thì ông này mới có hành động như vậy. Thế nhưng không phải, tất cả những hành động của con người nó đều xuất phát từ cái tâm cả. Và dù có là bực tức hay là đang buồn vì những trận thua đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là ông Manopoking không nên có hành động như vậy. Chúng ta hãy nhìn xem Boris Johnson khi mà bắt tay với bất cứ một người lãnh đạo nào, từ chủ tịch nước rồi là thủ tướng vân vân, tất cả thì thầy Park đều cúi người dùng hai tay của mình, thậm chí là thầy Park còn lớn tuổi hơn họ, thế nhưng thầy Park vẫn dùng hai tay. Điều đó cho thấy được xuất phát từ một con người tử tế và có những suy nghĩ thực sự là chín chắn. Còn với ông Manopoking thì đây không phải là hình ảnh đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đâu, mà trước đó còn rất nhiều hình ảnh xấu xí khác ở đường biên hoặc thậm chí là những trong cuộc họp báo, những phát biểu có thể nói rằng là vô cùng đanh thép và thực sự là quá tự tin. Trong phòng họp báo thì ông Manopoking có nói rằng là trận thua vừa qua ông chấp nhận và cho rằng là những cầu thủ của ông đã cố gắng và cần quên đi cái lỗi thất bại như thế này. Và có những người thì hay nói rằng là thắng không yêu rồi bại không nản, thế nhưng cuối cùng lại tỏ một thái độ quá cực đoan và thực sự là không hề hay một chút nào cả, thực sự là rất mất thể diện dành cho Manopoking. Nhưng đây chắc chắn không phải là hình ảnh làm xấu đi hình ảnh của Manopoking, mà nó còn sẽ làm xấu đi hình ảnh của người Thái Lan nữa. Bởi dù sao thì ông ấy cũng là một phiên trưởng của Thái Lan, mặc dù ông ấy không phải người Thái Lan, thế nhưng hình ảnh của ông Manopoking cũng là cái đại diện của bóng đá Thái Lan. Bởi vậy đây chắc chắn sẽ là một hành động không thể chấp nhận được. Và thứ hai nữa là hình ảnh ném thẻ tác nghiệp của ông này sau khi mà U23 Việt Nam chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu chung kết vừa qua. Đây là hành động rất khó có thể chấp nhận và nó cho thấy được là cái sự không tôn trọng đối với ban tổ chức. Có thể là ông tức giận, ông ném chai nước, ông đá cái nọ cái kia thì ok, có thể. Thế nhưng việc ông cầm cả cái thẻ tác nghiệp ông ném văng một cái thì thực sự đó là hành động rất khó chấp nhận, rất khó có thể bảo chữa được. Và có một điều ông nói rằng ông hài lòng và tự hào với những cầu thủ của Thái Lan. Thế nhưng những cầu thủ Thái Lan đã làm gì? Thứ nhất là trong những trận đấu gặp đội tuyển Malaysia cũng có những cái chùi chỏ đã được tung ra. Mà trước đó nữa thì đương nhiên là các cổ động viên Việt Nam chúng ta quá nhớ về cầu thủ Telethon Bumathan rồi. Những cú cùi chỏ liên tiếp với những cầu thủ của Việt Nam chúng ta, đặc biệt đó là Quang Hải lĩnh chọn một cái cùi chỏ vào mặt. Thế nhưng trọng tài thì mặc dù trọng tài viên đứng ngay sát đó, thế nhưng có vẻ như ông ấy đã bị mù cho nên không nhìn rõ tình huống mà Quang Hải chúng ta đã lĩnh ngay một cái cùi chỏ. Và rất nhiều tình huống khác nữa mà những cầu thủ Thái Lan đã cho những cầu thủ đội bạn dính ăn những cùi chỏ. Thì tôi cũng không hiểu rằng là ông Manopoking tự hào với những cầu thủ của họ là tự hào ở cái điểm gì. Và thứ hai nữa, một hình ảnh mà chúng tôi cũng nhận được đó là những cầu thủ của Thái Lan sau khi nhận được tấm huy chương bạc tại SEA Games 31 thì những cầu thủ này lại đưa cho các cổ động viên của Thái Lan đang có mặt ở trên sân, trên khán đài. Thì có nhiều người nói rằng đó là hình ảnh mà những cầu thủ của Thái Lan muốn tri ân các khán giả. Thế nhưng với chúng tôi thì không phải. Đương nhiên là có thể tặng những món quà, những gấu bông hay bất kể một thứ gì khác dành cho các cổ động viên thì đó là điều hết sức bình thường. Thế nhưng ngay lập tức khi mà vừa nhận được những tấm huy chương bạc như thế này mà lại đưa cho các cổ động viên thì đó đương nhiên là một hành động rất khó để chấp nhận. Nó thể hiện một cái sự thiếu tôn trọng của những cầu thủ Thái Lan đối với ban tổ chức và cũng giống hệt như Manopoking vậy. Và với Manopoking thì cũng đã có rất nhiều những tình huống mà đã thực sự xấu xí. Cái trọng tài rồi là phản ứng một cách quá thái quá với việc là trọng tài chỉ bắt ông mặc có cái áo bên ngoài thôi để đỡ trùng màu thôi, thì ông này cũng phản ứng vô cùng quyết liệt. Và có lẽ rằng nếu không có bà Manapang, một bà trưởng đoàn có thể nói rằng rất năng nổ,
thì tình huống đó hoàn toàn là ông Manu Pukin có thể sẽ phải nhận một chiếc thẻ đỏ, và đương nhiên khi đó thì đội tuyển của Thái Lan chắc gì đã có mặt ở trong trận chung kết ngày hôm vừa qua với đội tuyển U23 Việt Nam. Cùng với đó là rất nhiều những hình ảnh xấu xí khác nữa mà chắc chắn trong suốt cái quá trình vừa qua, từ AFF Cup cho đến SEA Games, chúng ta cũng nhìn thấy được từ những cầu thủ của Thái Lan rồi đến huấn viên của họ. Cũng có nhiều người nói rằng là thôi, nói xấu họ làm cái gì, vì đó cũng chỉ là hành động bột phát rồi trong những lúc mà tức giận hay là đang quá buồn với những trận thua thôi. Thì Tố Tinh nghĩ là không phải. Bởi như đã nói thì thực chất bản tính của con người nó xuất phát từ những hành động rất đơn giản thôi. Và ông Manu Pukin thì với hành động đơn giản như này thì nó cũng đã thể hiện được cái tính cách của ông ấy rồi. Một người có thể nói rằng khiến cho các cổ động viên chúng ta cảm thấy khá khó chịu với những hành động thực sự là vô cùng xấu xí. Và ngay đến cầu thủ của Thái Lan cũng vậy thôi. Và nhìn sang những cầu thủ Việt Nam chúng ta thì đôi khi chúng ta vẫn có những hành động tức giận. Thầy Park cũng như vậy thôi. Thì đó chỉ là những cái hành động rất bình thường, đỗ bình thường thôi. Chứ không có những hành động mà coi thường ban tổ chức và thậm chí là coi thường cả những lãnh đạo cấp trên, những người lãnh tụ của Việt Nam. Thực sự đó là những hành động không thể chấp nhận được. Quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những hành động này của những cầu thủ cũng như là của Manu Pukin thì hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Thủ Lá nhé. Còn để nói về thầy Park thì đúng thực sự là ông ấy quá tuyệt vời rồi. Cách ứng xử, ứng nhân xử thế của thầy Park là thực sự là hoàn hảo. Thầy thì luôn luôn rất là nóng tính trong những tình huống mà buộc đang phải làm công việc. Thì sau khi làm việc xong thì thầy luôn luôn thể hiện được là một người thực sự rất dễ mến. Nhìn rất nhiều cái hành động của thầy Park, tôi thực sự cảm thấy thầy vô cùng đáng yêu. Và thậm chí thì trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa còn khẳng định rằng là thầy Park còn có nhiều những hình ảnh ngộ nghĩnh và buồn cười hơn nhiều. Thế nhưng mà trợ lý Lê Huy Khoa nói rằng là ông ấy không dám đăng thôi, bởi đó là những hành động mà có lẽ rằng cũng khiến cho ông ấy cảm thấy hơi ngại. Thế nhưng thực sự là với hình ảnh mà của thầy Park chúng ta nhìn thấy được, không phải là vì thầy Park mang đến quá nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam mà chúng ta lại nói tốt cho thầy đâu. Bởi thực tế là như vậy, những hành động từ trên sân cho đến ngoài sân cỏ thì thầy thể hiện là một con người quá tuyệt vời. Với học trò thì ông ấy luôn luôn chăm sóc một cách chu đáo nhất, tỉ mỉ nhất và quan tâm giống như đứa con vậy. Còn khi mà đối nhân xử thế với những lãnh đạo của Việt Nam, khi cả những cái thời điểm mà cũng rất bận rộn với công việc, nhưng thầy vẫn có những cử chỉ thân mật và có những hành động có thể nói rằng rất tôn trọng với những lãnh đạo của Việt Nam. Thì đó là những hành động đáng quý, và chắc chắn rằng tôi nghĩ rằng là các cổ động viên Việt Nam chúng ta cũng đều rất ủng hộ với những hành động như vậy với thầy Park, đúng không ạ? Còn với ông Pukin thì thôi, với những hình ảnh vừa qua thì chắc chắn là chúng ta cũng đã nhìn ra được con người của ông ấy rồi. Thực sự là quá trịch thượng và có vẻ như ông ấy không tôn trọng người khác. Và có thể nhiều người cũng có nói rằng ông ấy là người phương Tây cho nên là cái cách ứng xử như vậy. Thế nhưng không phải. Chúng ta đã nói rằng kể cả là Tổng thống của Mỹ chẳng nữa có gặp Chủ tịch nước hay là Thủ tướng của Việt Nam thì cũng đều có những cái bắt tay bằng hai tay rất thân mật cả. Chẳng ai có cái kiểu bắt tay mà chống lưng rồi là giơ một tay ra bắt, mắt thì nhìn về hướng khác. Thực sự không có đâu. Bởi đó chắc chắn là một hành động của một người thực sự là mật dạy, đúng không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.